tiếp theo thì chúng tôi sẽ đến với câu hỏi được gửi về từ khán giả Ngọc Tú. À, khán giả này cho biết là à, tôi bị chẩn đoán cao huyết áp với mức huyết áp thường xuyên đạt 150 trên 90 và tôi cần ăn uống và tập luyện như thế nào để cải thiện bệnh thưa bác sĩ? À, thì à, đối với hệ huyết áp 150 trên 90 thì đối với cái chế độ ăn uống và sinh hoạt thì bác sĩ cũng đã có um, chia sẻ lúc nãy. Thì bác sĩ sẽ nói lại cho anh một vài cái ý để mà mình lưu ý thêm đó là à, đối với à, nếu như anh có đang hút thuốc lá thì anh sẽ ngưng hút thuốc lá à, anh đang có tình anh 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 coi lại cái kiểm tra lại cái chỉ số BMI mình đã kiểm soát được à, cái cân nặng của mình trong cái mức BMI lý tưởng chưa là từ 18,5 cho đến 24,9 à, vòng eo của mình nó đã đạt chuẩn chưa nó dưới 90 chưa mình kiểm soát thêm thì mình sẽ phải à, giảm cân à, ngoài ra thì trong cái chế độ ăn hàng ngày thì mình cố gắng là À, giảm những cái thực phẩm à, thức ăn nhanh nè, à, giảm thức ăn à, từ đạm động vật mà thay thế bằng đạm thực vật, giảm những cái thực phẩm mà có chứa nhiều mỡ bão hòa và thay thế bằng à, ăn nhiều trái cây rau xanh, đặc biệt là những thực phẩm mà có chứa nhiều kali, ví dụ như là à, rau xanh hoặc là nho chuối thì chúng ta kali đã được chứng minh đó là một cái um, là loại vi chất mà nó rất tốt ở những cái bệnh nhân bị cao huyết áp. Ngoài ra thì Ta phải, à, chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ tập luyện thể lực tập luyện thể thao để mà à, thứ nhất là nó giúp giảm cân thứ hai là nó cũng sẽ giúp à, kiểm, những cái à, giúp cho việc là kiểm soát thêm những cái yếu tố nguy cơ tim mạch khác thì à, chúng ta sẽ tập luyện với ở mức của anh thì chúng ta có thể tập luyện nhiều môn lắm thì à, bác sĩ hồi nãy cũng có chia sẻ là chúng ta nên chọn những cái môn môn thể thao mà nó à, Thứ nhất là nó tiêu thụ được năng lượng và nó không có mang tính chất đối kháng quá. Ví dụ như là đi bộ hoặc là chạy xe đạp hoặc là bơi lội hoặc là chạy bộ. Thì à, anh có thể lựa chọn à, những cái à, hoạt động thể thao đó. Và mình lưu ý là khi mà chơi thể thao thì chúng ta sẽ duy trì nó đều đặn ít nhất là 30 phút một ngày và ít nhất là 5 ngày một tuần. Thì à, chính những à, mình sẽ thực hiện tốt những cái chuyện đó thì mình sẽ làm tốt cái chuyện là À, giúp kiểm soát được khí ác của anh tốt hơn cũng giống như là sẽ giúp anh giảm được cái số lượng thuốc phải uống hoặc là liều thuốc nếu cần phải sử dụng dạ cảm ơn bác sĩ